chào các quý vị và các bạn đến với kênh xe đạp ở trang web xe đạp Hải Phòng .com. Thì như trong kênh của mình thì rất là nhiều cái video mà nói về dòng xe touring rồi. Thì cái dòng xe mà MTB Nhật Bản đã qua sử dụng tại Nhật Bản thì không có nhiều. Và trong video này mình có một chiếc dòng MTB đã qua sử dụng tại Nhật Bản mang thương hiệu Equipped. Cái thương hiệu này cũng khá phổ biến với các cái người mà chơi xe Nhật bãi tại Việt Nam rồi. Thương hiệu Equipped, một thương hiệu rất là nổi tiếng của dòng xe Nhật Bản, nội địa Nhật Bản. Thì dòng xe này thì cũng như thông thường thì vẫn bị khung nhôm. Quý vị có thể dùng 5 châm để mà test cái khung nhôm này hay là khung sắt kiểm tra, hoặc là nhìn mối hàn nó khung nhôm nó to, nó dạng vảy cá. Đấy. Xe này là có size là 44. Đấy, chiều cao size là 440 mm. Thì xe size 44 thì sẽ phù hợp với các quý vị từ 1m62 cho đến 1m75 là có thể sử dụng được cái chiếc xe này. Thì các quý vị thấy là xe thì được trang bị đùi 3 tầng mang thương hiệu là SR Suntour. SR Suntour, bộ chuyển động đằng sau là lip 7 tầng. Lip 7 tầng đề Shimano Tourlay. Và xe có phanh đĩa. Lốp là lốp gai leo núi địa hình. Nếu mà quý vị có muốn thay lốp thì cửa hàng chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ quý vị thay lốp mịn để mà đi trong thành phố. Còn nguyên bản của chiếc xe là lốp gai. Đằng trước thì cũng giảm sóc SR Suntour và phanh đĩa. Xe được trang bị tay bấm xả 3 đĩa 7 lít là cho xe có sở hữu 21 tốc độ khác nhau, giúp cho quý vị có thể thay tùy biến các cái tốc độ phù hợp với những cái địa hình khác nhau trong mọi cái địa hình mà trong quá trình tập luyện của mình. Thì giá của chiếc xe này là vào khoảng gần 5 triệu đồng. Nếu mà quý vị muốn biết giá chính xác thì hãy gọi điện inbox Zalo cho mình để mình tư vấn thêm về cái phụ kiện và chính sách bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì mà quý vị có thể được hưởng khi mà mua xe tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng .com của chúng tôi. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, các cái video sửa chữa bảo dưỡng, hướng dẫn chọn xe, phân biệt xe thì quý vị hãy ấn đăng ký kênh bên cạnh nút đăng ký, quý vị ấn chiếc chuông để quý vị là những người mà YouTube ưu tiên hiển thị đầu tiên khi chúng tôi có video mới. Ngoài ra quý vị hãy ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã xem video, hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.